sư phụ còn chuyện huyền thoại gì sư phụ chưa kể không sư phụ? Nhiều lắm, không nhiều, không biết tới đâu đâu kể rồi đó. Thôi người trên trời thì nhiều chuyện huyền thoại, nhưng mà mình chủ yếu của mình đó là sư phụ đưa cái đạo ra đời, cái chính của mình mà đừng có theo sư phụ, đừng có theo huyền thoại á, là theo số 12 đúng không? Lần này mình nói chuyện bề ngoài lời thôi. Sau này á sư phụ bắt đầu ổn định quốc gia đó, rồi phải tập trung lại. Thì lúc đó sư phụ chuyên sẽ nói chuyện về đạo hết. Sư phụ sẽ nói không có nói chuyện đời nữa. Sư phụ sẽ giống như mỗi lần gặp con á, mấy đứa đều phải giảng kinh này giảng kinh kia. Còn bây giờ sư phụ chưa được phép làm cái đó. Thì kinh điển là khoa của những vị thầy đệ tử của Phật. Sư phụ là cũng đệ tử, nhưng mà nếu mà nói về luật á, sư phụ là ngoài là tại gia đúng không? Tại gia đó ở trong luật Phật không có được giảng kinh. Con làm gì con phải đúng cái luật, con nên nhớ nha. Còn Việt Nam có mấy ông tại gia, tại tu tại gia mà giảng kinh là sai á, sai luật. Con coi lại đi, con có hiểu không? Con hỏi mấy hòa thượng lớn đi. Tại giảng sai á, người đời làm sai. Còn ở mình tại gia, sư phụ có nói sai chút chút thì cũng không có mất mặt của Phật. Nhưng mà sau này sư phụ sẽ làm. Sư phụ cũng biết nhiều lắm. Còn bữa giờ sư phụ chỉ nói pháp chứ không có giảng pháp. Còn nếu mà giảng á, thì ví dụ như thầy thiệt thầy giả không mà biết, miễn là mặc áo vàng cào tóc là đại tử xuất gia có quyền giảng. Con coi lại á, tại gia chỉ nói thôi, nói nhưng nó qua, còn giảng nó khác. Vậy lúc này sao giảng nổi con? Chết cận kề kiểu này. Quốc gia của mình á là đại nạn lâm đầu mà con đó còn ngồi giảng. Con giảng vô bao tử họ đâu có no đâu. Họ đang đói con giảng kiểu nào họ cũng không có lọt vô màn nhĩ á. Không có nhớ. Việt Nam giờ con có nói đạo kiểu nào nữa người ta cũng chịu không có nổi đâu. Lúc này nhà cửa thiếu thốn, thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn income, mà con còn nói đạo nó này nó kia nữa. Trừ khi họ nhẹ, họ thật tâm quay đầu họ tu. Còn họ bị bệnh họ lại Phật thôi, chứ kêu mà như thời trước khi mà mấy ca sĩ mà làm mấy cái scandal bị hư hết. Hôm nay bây giờ Phật tử người ta cũng quải dữ lắm. Giờ ta chỉ thích ở nhà chờ cơ bằng, chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó ta tính tiếp. Đa số sao ra đầu bữa nay có nói gì không? Mời. Bên trong đức thầy có khen Võ Dương, khen Võ Dương đáng bậc Tommy. Dạ. Không có rau rồi Tommy. Sao Võ Dương đáng bậc Tommy? Dạ. Hồ chỉ mỗi lần mà làm lễ gì nè, có nhiều điển lắm. Thấy sân hồi nãy điển của cha đúng không? Điển của mẹ nữa, lập pháo rồi luôn, cả cái núi rực điển luôn. Cho nên những người có hiện diện hôm nay đều được quan hỷ, trong lòng có vui hết. Cái gì giải nghiệp, nhưng mà giải nghiệp trước mắt mình đang có, chứ còn
định nghiệp, những cái nghiệp cũ cũ của mình á, mình cũng phải tập dượt thêm đúng không? Rồi cái mình chờ những cái dịp khác để mình gặp lại mấy gì. Mấy con dễ là gặp được mấy chi gì. Đâu phải dễ đâu. Mà gặp một lần một lượt mà đông vậy rất là khó đúng không? Còn chú phụ thì khác. Cha với mẹ thường xuyên, à nãy cha có nói, nói cha cứ vô nhà con hoài, vô nhà chú phụ á. Rồi ông Long Dương cũng vậy, với ông Mẫu, ấy chú phụ nói là nhà chú phụ trong nhà điển bay chéo chéo, cũng như là vũ trường vậy đó. Đèn điển đó, hả? Như cái đèn quay quay vậy đó, tại vì chú phụ thấy mà. Cái gì về chơi hoài rồi mấy ông anh nữa. Ở trong nhà tự gì phụ có một cái bàn rất là đẹp, lúc nào cũng để trà. Rồi có hai cái ghế mà kiểu người tạo ở hai bên, bên Long Cung, bên Thiên Đình. Hai cái để có ghế ngay giữa là để cái bình nước trà đó. All the time với chậu bông. Héo là mỗi ngày là phải thay. Mấy vị hay ngồi hay cái bàn đó. Nhiều lúc đó mình có phước, cái mình nhìn thấy cái những thầy xưa phụ ở trong chùa, cái mà ông nói sao tôi cả đời tôi muốn gặp mà không gặp được. Thật sự những cái gì đó thà có lòng tin không gặp nhưng mà giữ lòng tin tiếp tục tu hoài sẽ gặp, sẽ thành Phật. Còn cứ mong gặp mà gặp rồi á thì lại sanh ra ngã mạng, rồi từ đó sẽ ngã, sẽ bỏ tu. Có nhiều vị như vậy đó. Nhiều người ngồi thiền nhập định gặp Phật rồi, rồi cái thấy ngài cũng bình thường, rồi cái bắt đầu cứ nghĩ là mình cũng sẽ ở cái level đó one day này nọ, thì từ đó cái ngã mạng nó lên đó, rồi đi sai đường cái bỏ. Hồi xưa đó mà thường nó siêu á, rồi thêm những vị khác có ba bốn người nữa cũng y như đó. Bữa nào những vị đó đều có tiếp xúc được tất cả các chi vị của ngày hôm nay, nhưng mà tiếp xúc được với cha là một chuyện, mà đến lúc mà Phật tử vô cô ổng cô dính cũng là chuyện khác. Hai đó khác nhau không à. Ấy sư phụ thường nói cái thằng Thông á, con đừng có mong nó sẽ come along. Khi mình cái mai của mình nó phiêu đó, giống như ông đang có từ từ đó, ông giờ cũng giống như mai mà mọc cái sừng lên chút chút, nó mọc gì chút chút vậy đó, dịch lại cho nghe, sau này gán hồi thiền lên rồi nó sẽ mọc lên nữa, nó không có khó nhưng mà mọi con cũng không có cần đó. Cần mình bỏ được tham sân si ba thứ, rồi nhân lễ nghĩa chí tính tam can ngũ thường là soi con về trời hết. Giống như cái ông thầy bữa ngồi với phụ ngồi này, ông thầy tạng ổng là siêu thần thông á, cái ông mà nói với phụ có chín vòng hồ an đó, anh bắt thì thấy phụ bảy vòng á, không phụ biết phụ có bảy vòng, bữa nay mắt ổng nhìn sao thấy chín vòng. Chắc có lẽ là phụ ngồi thiền bữa đó nhiều á, trước khi ông tới phụ đang thiền, thì trong lúc mình thiền nó lại energy nó nhiều hơn, nó khác hơn lúc mình mệt. Khi mình làm việc trong vòng á, mình mệt á, nó cái đó nó cũng yếu lại nghe không. Thiếu ăn nó cũng yếu. Thế nó mất sức á, bởi vì có những người mà bị nghiệp bị tà đó, mà lúc mà mình sức khỏe mạnh, mình không có bệnh gì hết, thì nó không có xâm nhập mình, nó không có làm cho mình bị depression, hay là nó không có vô người mình, tạo cho mình nhức mỏi, nhức dài hay nhức xương. Mà đến khi mà cơ thể mình yếu á, mấy cái dòng, mấy cái thai nhi mà mấy cái người mà ngày xưa mình mắc nợ họ đó, nó là thác á, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của hiện tại. Cho nên con thấy mấy thằng lịch sĩ, mấy thằng đô á, ít có bị dông nhập, mà nó bị nhập nó điên là phải là quỷ nhập.
Chứ còn dông nhập thường thường thì đa số mình chỉ uể oải hay là lạc miệng hay là lạnh lạnh người rồi chút chút, phải không? Là kiểu là như vậy. Còn tụi Âu Châu á, thường nó cũng bị ma nhập, nhưng mà con thấy làm ghê lắm, không? Nhảy gầm gầm rồi cái ông cha á, là phải giải dùng cái thánh giá giải cái lắp nhiều khi nó nhập ngược là ổng không chân. Tức là nó nói là tên hình tinh rồi. Còn cái này mình nói là dông là những cái dạng giống như những người hợp với mình, củ quyền của mình, hay những đứa con mà hồi xưa mình vô tình mình bỏ nó thì nó theo mình thôi, nhẹ nhẹ vậy đó. Còn ở chùa Phim Anh là không có dông, chỉ có ma ma hiền. Không thiệt, nó hiền lắm, tại vì nó cũng tu như mình. Mấy người đó là chúng ta nè, họ sẽ giúp con cực kỳ. Cái thằng Danh đó, nó ở trong đó gần bữa giờ mười mấy chục năm, nó đâu bị gì đâu. Tại khi nó đàng hoàng thì mấy dông là bạn của nó mà giúp cho nó không có tai nạn gì chứ. Từ xưa giờ ở rất là suôn sẻ. Thì giỡn như tôi vậy, bố ơi. Giỡn nào hả? À. Tôi không thích giỡn nó gì mà. Giỡn sao? Thí dụ tôi đang cúi xuống tôi lấy gì ra, vậy sao sàn tới sàn luôn vậy nè. Chập cho vui vui á. Dạ. Nhưng mà nó không có hại mình. Tại vì nếu mà nó hại chuyện đơn giản, cái chùa đó thì hồn mở bữa giờ như 2018, bữa nay là như 15 năm, không có cái tai nạn gì cả. Hả? Thôi giữ cái chùa đó là gì mấy ông dông á, chứ không phải mấy ông hiệu quốc danh đang là hàng nhỏ. Mấy ông tưởng đâu lại mấy ông lại. Cái ông thầy gì nhỏ nhỏ mà hiện giờ là đọc kinh giỏi á. Thầy thiết trả lại gì cho hụ. Mấy ông dông thôi, tội nghiệp. Thương dông mà giữ cái building 18 triệu. Chứ giờ cho hụ làm cái miếu như mấy ông chân thành. Bữa nào nhờ thần Long làm. Chùa thỉnh thì được hết. Ok rồi, chị ông dông của chùa Viêm Anh về đây ở nó một khoái nữa. Nó cắm cái cột nó ở góc núi này nó còn mừng nữa. Hồi nãy quên, Chính Long nói là Chính Long rất là từ bi nha. Tuy là ngài là võ tướng, dũng tướng, nhưng mà nãy ngài nói với Hồ là lúc mà cha tới là rất tất cả các vị thiên thần của thế gian và những tầng trời cũng về đây để có mặt cha là everybody. Nhưng mà là xem tham song song là một đống dòng nó đứng lên trước cổng mà chỗ cái cửa sắt của mình quá trời luôn, trùng trùng lớp lớp người ở ngoài bên săn góp mà nó không có vô đây được. Rồi cái này là hồi xưa chứ ông cũng có nhắc, nhưng mà từ bữa nay mình quên. Nó next time á là khi mình làm cái lễ lớn gì mình cho nó ông bàn mà vô trong nhà trắng, mà giờ mình bận kiểu này mình đâu có vô nhà trắng được. Nhà trắng là bữa hổm làm đóng nít rồi, phải không? Ừ. Nó thấy cha tới rồi nó thấy chư Bồ Tát chú luôn. Hồi nãy ông nói quá trời luôn, nó đứng ở dưới mà nó không có lên được. Dông á khủng khiếp, tại vì họ biết họ có ngủ không. Dông là mấy hàng triệu phú của Mỹ này không á, cũng có người Việt Nam mình á trong đó. Nhưng mà cái đám người mà chết Covid của Mỹ á cũng đông nữa, khi họ còn sống họ còn tất cả, họ chết rồi á là gia đình anh em cũng không ai nhìn thấy được. Rồi họ phải đi bạn bè gọi là tụ tập cô hồn các đảng thì họ mới tụ thành một đống người á. Rồi họ đi đâu? Họ đi những cái nơi mà họ biết là cứu được họ, cho họ ăn. Mình sống mình không có bị đói nha, mình muốn ăn gì á tệ nhất cũng mì ly mì gói, còn bên kia á con đói con thèm ly mì ly cũng không có. Con thấy ở Costco hay là những cái tiệm nó bán nó đổ đồ ăn, nhưng mà cái luật ở bên kia đó mấy con ma không có được ăn tầm bậy. Ăn mà không có được phép người ta cho đó là ăn không có được dùng á, không có được ăn. Là phải có người cúng đàng hoàng mời mới được ăn, cái luật bên kia khó lắm.
Mình ở bên đây mình tự do 10, qua bển mình mất tự do hết 8 rồi. Chỉ còn có 2 thôi. Mình muốn gì cũng đều không được hết. Mấy ông thần với mấy ông thổ địa canh kỹ lắm. Phạm cái là bị phạt. Nên lúc nào họ cũng đói rất. Tại sao ta nói homeless thật sự nó không có đói. Nó chỉ kiếm tiền mua rượu đúng không? Bên kia là đói thiệt á. Bữa hổm ở hãng chú phụ, hãng nhỏ rồi có hai cái, một cái nhỏ. Là bữa hổm 5-7 dông. Mà dông là dông bạn già mà toàn là handicap không à. Handicap chơi handicap mà nó ngộ. Cái ông băng handicap ngồi trong cái building. Cái sư phụ với anh bắt cái ghế ngồi giữa hết. Cái ổng cầm gì ta ở trong xe ổng không có gì á, ổng để cái thùng mì ly. Cái ổng cầm ra một gói mì gói. Ổng bẻ nát nát mà không có nước kìa, khô khô ổng gãi. Cái ổng biến ra. Vậy mà nó ăn năm con dông, ăn năm dông hay là kép Mỹ. Nó ăn xong cái đuổi nó ra khỏi cái building. Thì mình mới ngồi nói chuyện ở trước cửa được á. Cửa cái building 420 không á. Là cái mì gói mà không có. Làm dông mất tự do đó. Thôi mình là họ thiên. Mình con của ông trời. Có sư phụ. Mình chết mình thành tiên nha con. Tệ nhất cũng thành tiên. Tiên nhí rồi là tiên chúng. Còn tiên cao cao hơn á, có chức phận hơn á, gọi là tiên lớn hơn á, thì sống dai hơn, có quyền lực hơn, có phước hơn. Là khi đứa nào với này tu khổ á, là trên đó làm tiên bự. Còn đứa nào với này tu sướng cũng được về, nhưng mà không có phạm giới á, làm tiên nhỏ. Giống như người mình, xã hội trên nó cũng có đủ giai cấp. Có một cái là xài phước, chứ không có xài tiền. Vì trời không ai cần tiền hết. Cần cái phước. Mà cái phước là mình lấy từ đâu ra? Giống như cái giếng nước vậy đó. Mình lấy từ ngay bây giờ. Ngay lúc này. Bữa nay ít nhiều mấy con cũng mang về nhà. Sư phụ nói giống là gì mai túi ba gan mà thế trả vàng vậy đó. Là bữa nay mấy con bảo đảm đứa nào cũng có một cái túi ba gan đầy vàng. Nó ngày mà làm chút sẽ mang mấy cái quý đó về, những cái đó nó sẽ mang mình về trời. Còn ở ngoài đời á, người ta cho mình bonus hay người ta cho mình cái paycheck, nó chỉ làm cho mình happy một cái dinner hay này nọ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ xài hết đúng không? Còn cái bữa nay mình làm cho mấy chi vị vui á, không có thể nào mà lấy tiền mua được, và cũng không có thể nào mà quý hơn nữa. Mà nhất là có cha, có sự hiện diện của cha. Cha có ở đây lâu không sư phụ? Lâu chứ. Lúc đầu mà khi mà sư phụ bắt đầu đọc sớ thì cha đã tới đứng đó. Thì mọi chuyện gió nó tới lị mình. Thì khi đọc sớ xong á, rồi sư phụ đi vô thì cha cũng ngồi nói chuyện chơi với Long Dương, với những mấy vị Phật, có bàn của mấy ông Phật đúng không? Thật sự Phật cũng là mấy ngày nhóm mình thôi, tu thành Phật thôi, cũng như PhD vậy đó. Cũng đứng nói với cha trên cái bệ đó. Rồi cái cha mới kêu sư phụ đi lên, đi chỗ điện mẫu để mà cha dạy. Thường mỗi lần vậy cha đều cho sư phụ một cái lecture. Ok. Thì mấy lần trước thì như sư phụ bị la con á lộ cơ làm cho cha nhức đầu. Mấy lần trước sư phụ làm mấy cái bài thơ sư phụ vừa bỏ lên clip cha xuống gõ bấm lấy xuống lại vô lộ cơ. Mà có cái bài tại sao mà có 513 câu là ai muốn nghe không á. Thật sự sư phụ có cái bài thứ hai sư phụ bỏ lên hỏng thầy một ngày, cha kêu lấy xuống. Tới giờ chưa dám upload lại, chứ không phải là không có. Là bài đó thứ chưa rồi nói gì không? Chưa kể tên hết tất cả những chư vị mà thời đó thôi.
là mấy cái bản mà mấy con ghi đó, vậy nào dạy sư phụ có gì làm gì đó, chi tiết quá, cái gì không có thích. Ví dụ như Đức Thầy nói cái gì thì Đức Thầy nói, ta nói cho con nghe thôi, mắc mớ con phải nói cho người ta, lời của ta lặp lại con nói ý con, nghe là cái gì không có muốn lặp đúng cái lời là hiểu không? Ừ, kiểu vậy á, giống như một ngày chẳng đạo ông nói cái sư phụ lặp đúng bị ông là mẹ mới nói sau này con mà nói chuyện gì của vị nào á con phải hỏi gì đó trước. Nhiều chuyện gì mà xưa sư phụ đâu có biết, cứ cà tưng vậy đó. Đến nay có gì khen ơi, à, con bây giờ khôn ra. Cho nên giờ chị hồi chị nói là góp ý thôi, chứ còn lặp lại y chang cái lời á là không có nên. Nó rõ rệt quá. Sợ Thiên Mai nó nghe nói, à, ông á, ông nói đệ tử ông, rồi mình nói lóng lóng lo gió vậy đó. Cho nên thì Hồ đọc hết tất cả thơ mới gì cho Hồ á, thì không có nói cái bài nào với ông nào, ông nào. Chỉ khi cái bài mà Đức Thầy cho, thì Hồ nói thiệt, để làm chi, để độ mấy chục trường tín đồ hòa hảo. Cái bài đó là bữa đọc ở chỗ nhà bác Dạo á, mấy con biết bài đó phải không? Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô á, là bài đó của Đức Thầy á, bài mà sấm thiên ngày trước á, lúc còn lúc đường á, chừng nào đã nổi lông chìm đó là của Đức Thầy á. Tại vì Ngài đã làm chương trình rồi, lúc mà Ngài làm cái bài thơ này á thì cũng là Ngài. Mấy con nghe bài đó là mà nên khi mình cúng á, mấy anh dòng á, nó cũng ác với hàng rào mà nó không lên được núi, thì chắc là rảnh rảnh về ba tình á, mình đã cho nó chồng nhỏ nhỏ. Sư phụ mấy dòng tới là họ muốn gặp cha hay là họ muốn tới họ kiếm ăn sư phụ? Cả hai. Chỗ nào có cha tới là dòng hay là chư thần chư thiên đều tới. Dòng nó cũng muốn xin cha xá tội. Mấy ông Trâm mà đi đâu á, dân thường nó cũng thích coi vậy. Mà cha đâu có đi chỗ nào đâu, chỉ có mình thôi. Giờ những cái người, những người bay là tử kêu con sư phụ được huấn luyện, được dạy được những cái gì đó, bây giờ tổ sư Bồ Đề hay là Ngài Tế Công đâu phải ai cũng quen được Ngài đâu, đâu phải ai cũng là đệ tử của Ngài. Tại sư phụ đệ tử của mấy ổng, rồi mấy ông bác tiên nữa, ông nào mà dạy sư phụ thua cái tính theo thế gian nhất tự là nhất sư rồi. Cho nên sư phụ có 6 ông sư phụ, trong đó Phật Hoàng là người quan trọng nhất. Mà sư phụ ít cái mention tới, tại vì Ngài nghiêm quá, Ngài dạy sư phụ rất là nhiều. Cái này là của Phật Hoàng á, đầu tiên Phật Hoàng Trần Nhân Tông nghiêm nhưng mà rất là từ bi. Cái hạnh của sư phụ có mà tái sanh hôm nay Phật Hoàng dạy, là vì hồi xưa Phật Hoàng dạy sư phụ á là con làm vua như ta, con cũng từ bi như ta, con cũng buông bỏ thế gian, buông bỏ vật chất để mà độ chúng sanh, ta cũng buông bỏ ngai vàng. Đó Phật Hoàng và Phật Hoàng dạy, và những cái bài thơ Phật Hoàng dạy sư phụ đó. Ta mới lên núi Yên Tử ta tu, sau này con cũng sẽ như ta, con là đệ tử của ta. Không, nước Việt Nam. Cho nên Phật Hoàng những năm đầu ấy Phật Hoàng dạy sư phụ nhiều đó. Tại vì sư phụ là học là một của kiểu Phật Hoàng, sau này con sẽ lập lại đời nhà Trần giống ta, là giống như là quên việc nước, mà quên việc nhà mà lo việc nước ấy. Quên thù nhà lo việc nước, hiểu không? Sau này sư phụ sẽ đi tu mà, tu thiệt, tu giữ thiên tâm mình, đó là cứ ngồi nhập thất thôi, lấy cái áo của thầy Trang mua, không phải áo vàng phải không? Thì thuộc cái ngồi thiền,
ngồi đến khi nào mà không cần để rocket mà tự động nó bay về, giống như kiểu bà chị vậy. Về già phải ngồi thiền với con cỡ này á, sư phụ mà được về tuổi như cỡ cao đồ á, là thường ngồi thiền từ sáng tới chiều á, tôi khoái ngồi thiền, còn ổng không thích ngồi thiền. Cỡ tuổi này là đúng là phải ngồi thiền là thành Phật liền, giống như Edwin ngồi thiền á, được. Tại sao ổng ngồi có 2-3 năm mà hôm nay ổng thành, ổng đạt được chính tu đà hoàng rồi? Là vì khi lớn tuổi á, cái đầu của mình nó trở lại thành đứa nhỏ, nó vô tư lắm, nó trống rỗng mà nó không có lo gì hết. Tức là chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã mất trong vòng mấy chục năm qua trong đời người lăn lộn cực khổ. Chứ thật sự đâu có ghen đâu, mình lấy lại những gì mình có. Thế nhưng mỗi ngày lúc mà lớn lên á, mình học hành vật chất, tiền bạc, yêu đương, thì mình mới bị che lấp cái chân tâm của mình, cái tánh nguyên thủy của mình. Rồi đó, khi lớn lên á, mình mới nhìn thấy hết cuộc đời. Mình không biết tu gì á, mà cái người lớn tuổi mà không biết tu, họ cũng nhìn lại cuộc đời của họ. Rồi từ đó họ mới hối hận, rồi họ mới vui, cái đạt, cái bại, cái thành, cái bại, cái thành, cái bại, cái thắng, cái thua. Thì ổng đã trải qua hết cái đó rồi, thì cũng giống như tu thôi. Cái công thức tu cũng là vậy mà. Rồi đến khi mà ổng cảm thấy đời này vô thường, tôi có lăn lộn trên khắp thế giới, đi nơi này nơi kia tìm tiền, có lúc dễ có lúc khó, nhưng mà cuối cùng á ổng ngộ ra được, ổng buông hết, ổng ngồi thiền, ổng đừng vậy. Cho nên về già tu dễ hơn trẻ gấp nhiều lần. Chứ hơi đâu đi làm chính trị nữa bác mình. Đã cỡ tuổi cỡ con nè, con còn quậy thêm được 30 năm nữa. Tại vì sau này y khoa nó giỏi á, người sẽ sống dài hơn, tại trong kinh Phật có nói. Thời nay mình 60-70 là vì mình stress nhiều phải không? Còn khi mà cái thời thanh bình á, thế giới nó thanh bình, cộng lại với những cái đồ ăn đồ uống với thuốc men là nó không có Covid nữa, mình tới 120-130 giờ. Ôi chết cha, nếu mà sư phụ sống thêm 50 năm nữa mới ăn cộng sản cho chịu nổi. Xong không? Từng một năm mà khấn cái kiểu này mấy lần là chết luôn rồi. Đó, mấy cái lời của sư phụ nói là khấn vậy là cha là mấy chư Phật là nghe hết. Ngày mai upload lên là mấy ông gì cộng nghe hết luôn. Chết cha nó khấn tôi kiểu này. Thà nó nộp đơn thư lên Liên Hiệp Quốc hay là nó làm gì chứ nó khác như này là tụi tôi mau chết, mau sụp đổ.